Lời đầu xin được gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể anh em chơi Euro trên Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11, em tiếp tục cẩn hạnh giới thiệu đến các bác một chữ đầu đến từ thương hiệu của hãng Tech. Model của nó là CDP650. Model này thì em bán cũng khá là nhiều rồi. Nó được sản xuất khoảng năm 2000 trở ra. Đấy. Màu sắc của nó là màu màu bạc nhé, màu trắng bạc. Đấy. Ở chức năng của chiếc đồ này thì đọc đĩa CD và đọc đĩa MP3. Thêm vào đó là nó có chức năng kết nối với USB này, điện thoại iPhone này, iPod để chúng ta nghe nhạc. Nó như là một chữ đầu DAC. Chất âm đưa ra là 24 bit, rất là sạch sẽ, chi tiết trung âm rất là rõ ràng, đều ba dài. Đấy. Đầu này thì bên em đã test rồi, các chức năng hoạt động hoàn hảo, âm hay. Đấy. Và nó có chức năng cả chức năng ghi từ CD vào USB thì phải, nhưng mà em chưa test chức năng này. Nếu có gì có này. Đấy. Thì chiếc này về tình trạng là không có khiển kèm theo máy. Chiếc này sở hữu cái xe ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó là 8,5 cm và chiều sâu của nó 28,5 cm. Và nó nặng là 4 kg. Đấy. Phần ngoại hình em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền. Em quay chậm để bác cùng quan sát. Cái nút vặn tay phone này thì đây nó có để sơn một chỗ này. Đấy. Rồi cái phần cửa khay đĩa này đây có cái vết xước nhỏ. Đấy. Đây có biết rất nhẹ thôi, nói chung là cũng là đẹp đấy. Ừ. Phần lắp lưng đây thì có vết xước đây, màu trắng mà. Đấy. Cạnh trên của nó còn khá đẹp, đẹp. Đây thì có những vết xước nhăm nhăm thôi, không đáng kể. Phía sau, model của nó là CDP650, điện 100V, công suất của nó 25W. Cái này là có Tokyo Japan, nhưng mà dòng này thì thường là sản xuất tại Trung Quốc ấy, hoặc là Việt Nam, nhưng mà về cái tem ấy nó mất rồi. Đây CD của nó là bằng CD dán giấy mà. Đấy, đây có vết xước này. Đây. À, chiếc đồ này trang bị một đường áp lốc da chân được mạ vàng, một đường cổng quang da màu đỏ đồng bình thường nhé. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đồ này còn rất là mới, máy móc thì giữ nguyên bản rồi. Đấy, bạn đọc in nó máy luôn. Đây là con chip giải mã của nó đây này. PCM1791 này. Đấy. Hai nguồn, một nguồn lớn và một nguồn nhỏ này. Bộ lọc của nó là lên 3300 mi, 25V. Mắt đọc thì mắt đọc của Sanyo dễ thay thế rồi, tất cả đều có nam châm cử từ rồi. Đây nọc phần rất kỹ càng. Đây là phần đáy phía dưới, đây dưới còn khá là mới ạ. Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đồ này bên em bán với mức giá là 2 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra. Nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng mức tiền 100% cho bác.
hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tùy của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa. Nếu không may sản phẩm nó có bị lỗi mà không được sửa, tiền phí là góc thanh toán giúp em. Đấy. Mà bên em thì bác yên tâm về cái phần hỗ trợ sửa chữa nhé, là phần mắt hay là cái phần máy thì em sửa chữa hết. Đấy. Đây là cái hỗ trợ chứ không phải trách nhiệm bên em. Và em xin thiệu ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại là 07 23 269. À, bác nào gần thì qua anh em chọn lựa một sản phẩm, bác nào tính xa thì hãy trực tiếp em qua hotline hoặc cả kết bạn Zalo em để tiện trao đổi nhé. Đầu thì không gắn đĩa rồi, đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép đây, đĩa lòng vàng cũng như lòng trắng nhé, test đĩa chép. Đầu bên em bán ra thì phải đầu tốt thì đĩa chép trở lên, còn đĩa chợ thì không bao đâu. Nhận đĩa. À, các bác hãy đeo tay phone vào để em thưởng thức ạ. Cho bao ước vọng trao giờ trong tim.
tim tôi, tình này không phải vui. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn vừa trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó. Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phải vui. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng CD đọc rất là tốt và em test cái chức năng đọc đĩa 13. Em test đĩa 13 đây. Thank you.
Chức năng đọc đĩa 13 rất là tốt. Giờ đây em test chức năng đọc USB. Thì USB có bấm nút đây. Khi muốn chuyển từ USB sang đọc đĩa CD thì cũng bấm nút này nhé. Đây em chuyển sang từ CD sang USB. Để USB loading. Em cho đĩa ra. Chức năng đọc USB rất là tốt và em test chức năng là kết nối với lại điện thoại iPhone nhé. Đây, cần một cái dây sạc các nhé, cắm vào. Yeah.
trời đã sáng xuân. Xin phép được dừng video tại đây. Chức năng kết nối với điện thoại iPhone để nghe nhạc rất là tuyệt vời, chất âm xuất ra rất là hay. Và giá chiếc đồng này bên em bán đến mức giá chỉ 2 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0723269, em ở thành phố Thủ đức Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.